bà đừng nói với ai nhé. Tìm ai? Linh hả? Từ từ nó về con. Đấy là cháu vào đấy. Anh ăn cơm đi. Vâng ạ. Ăn đi con, sức khỏe mày bây giờ là quan trọng nhất á. Ăn đi, cháu đích tôm của bà. Kìa mẹ, mẹ ăn đi, sao mẹ cứ nhìn thằng nhỏ mãi vậy? Mẹ nhìn nó, cũng đã thấy đủ no rồi con. Ăn đi cháu, sao mẹ cứ nhìn con bé thế? Vâng ạ. Dạ em nghe nè sếp. Có một hợp đồng cần em gấp, mai gặp anh nha. Dạ sếp ơi, nhưng mà bây giờ là trưa 29 Tết rồi, em cho con đang ở quê mà. Ước gì con Linh nhà mình nó cũng được như thằng Giang thì hay biết mấy bà. Ăn đi, cháu đích tôm của bà. Mẹ nhìn nó cũng đã thấy đủ no rồi con. Ước gì con Linh nhà mình nó cũng được như thằng Giang thì hay biết mấy bà. Nghe nhạc thư giãn. Thế mới là cháu đích tôn của bà chứ. Bà đừng nói với ai nhá, cháu muốn mọi người bất ngờ. Ngày đó con Linh nhà mình nó cũng muốn được đi du học, mà lúc đó nhà mình còn khó khăn. Nó mà biết thằng Giang được như vậy chắc nó mừng lắm đó. Chị ơi, chắc là còn lâu lắm mình mới lại có dịp ăn Tết cùng nhau. Em biết là chị bận, nhưng mà cố gắng sắp xếp về nhà ăn Tết nha. Đặt vé máy bay Sài Gòn Hà Nội. LG nói trọn yêu thương.